Alo, xin chào tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem cơ hội của Tuấn Ô Tô. Và hiện tại bên cửa hàng thì mới vừa về một con xe anh em, Honda Master 125. Con này là đời 2010. Con này biển số thành phố luôn nha, chính chủ hiện tại Tuấn Ô Tô đang đứng tên luôn. Anh em mua về thì anh em có thể xoăn tên. Con này là xe ring nha. Con này là Honda Master, đời này có vỏ đạp luôn. Vỏ trước, vỏ sau ha, bánh rất là đẹp luôn. Nhôm xin đĩa còn khá là mới ha. Con này thì anh em mua về anh em chỉ đi thôi, cản dựa nè, cản chống đổ nè, kiến hậu là còn đi theo xe hết cho anh em đó. Bình xăng đẹp ha, không chạy đó, xe là không có té ngã gì hết nha. Xe này thì quá là ok rồi. Anh em nào mà cần mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669 359, hoặc anh em ghé thẳng về địa chỉ cửa hàng Minh Tuấn Ô Tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha, để anh em mình xem xe trực tiếp. Và hiện tại thì bên cửa hàng bán xe là có ship xe đi các tỉnh luôn cho anh em mình luôn. Anh em mình ở tỉnh, anh em không có điều kiện ghé lên cửa hàng mua thì bên cửa hàng sẽ có xe và ship về cho anh em luôn. Con này già đẹp ha, xe này là không có một bể gì hết nha, khá là ok luôn anh em. Thắng này rất là ok, nhúng rất là êm nha. Ok anh em, côn cũng vậy, thắng nhúng rất là ok. Con này thì vỏ trước của nó thì vỏ không rục, vỏ của nó thì 325 18, vỏ này vỏ 18 ha. 18 thì nói chung là vỏ là xe nó cao ráo ha, chạy rất là ok luôn. Có cản chống đổ nè, cản dựa đồ đầy đủ anh em. Bô ring nha, máy ring nha anh em, máy chưa có làm gì hết, máy rất là êm. Bình đề kèn đèn xi nhan rồi là đầy đủ hết cho anh em. Con này thì anh em đi mấy con này nó cực kỳ lợi xăng luôn, rất là lợi xăng. Mà nó rất là bền nha, rất là bền và cực kỳ lợi xăng nữa. Đó, anh em mua mấy con này anh em đi về vô tư anh em. Anh em đi xa đồ nó rất là ok luôn, lợi xăng lắm. Phụ tùng thay thế thì hiện tại bên cửa hàng Tuấn Ô Tô có bán phụ tùng đầy đủ cho anh em mình thay thế luôn. Anh em đừng có cần mua thì ghé lại địa chỉ cửa hàng để mua nha. Đó, và có ship đi các tỉnh cho anh em mình luôn. Con này thì thấp chứ không cao, 1m50, 1m55 là anh em đi mấy con này vô tư nha. Anh em đi mấy con này vô tư. Đó, mấy con này thấp chứ không có cao. Đây. Mấy con này anh em ngồi anh em chạy xa rất là ok luôn, tư thế ngồi khỏe ha. Đặc biệt con này là xe ring nha. Bình xăng đồ nó bi đông đồ là ring hết cho anh em. Trên đồng hồ thì có đồng hồ tô máy ha, đồng hồ km và đồng hồ bố số cho anh em luôn, và rất là tiện lợi nha. Con này thì anh em đi số bao nhiêu nó sẽ hiện cho mình số bấy nhiêu luôn. Đó, nó sẽ hiện cho mình số bấy nhiêu luôn, anh em đi rất là tiện lợi nha. Máy móc thì bình đề rất là nhẹ nổ nha. Đó, anh em để ý ha, chỉ cần anh em đề nhẹ phát là nổ ha, garanti em nha. Bình xăng con riêng đó, máy cực kỳ êm luôn. Mấy con này thì anh em đi rất là tốt anh em. Anh em nào mà có cần mua thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng. Còn nếu như anh em ở xa quá, anh em không có điều kiện ghé lên cửa hàng được thì bên cửa hàng sẽ có phương tiện và ship về cho anh em luôn. Đó, anh em mình để ý nha. Đó, con này thì mới vừa về luôn anh em. Nên cũng tranh thủ rửa ráy và canh chỉnh kỹ ha, để quay video giới thiệu cho anh em. Đó, có chống đứng luôn, rất là ok nha. Anh em để ý ha, đó, khá là đẹp. Con này yên của nó ring nha, yên ring, bi đông ring. Đó, xe cái phone xe khá là đẹp luôn, giống như cấp tâm LA đó này. Hiện tại thì bên cửa hàng còn khá là nhiều xe để cho anh em mình lựa chọn để mua. Anh em nào mà cần mua thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng để mua nha. Bên em còn là Honda Master 2, Master 3 nè, Suzuki GZ 125 nè, đó, Suzuki AM 150 rồi, Dalim Magma rồi, VS Magma rồi, đầy đủ hết. Gần Tết rồi anh em nào có cần mua xe thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng để xem xe và mua. Đó, vì hiện tại cửa hàng đang giảm giá cho anh em. Đó, nếu như anh em nào mà thiện chí ở xa tới thì bên cửa hàng rất là fit và nhiệt tình cho anh em, để anh em có xe anh em sử dụng nha. Rồi, em sẽ chạy thử con xe này một vòng để giới thiệu cho anh em, để anh em nào cần thì anh em ghé địa chỉ cửa hàng để mua. Đây, em sẽ quay sơ một vòng chiếc xe để anh em mình ngắm ha. Đây, anh em mà cần thì anh em cứ việc liên lạc. Số điện thoại là 0369 nha, 669 659. Này, anh em nhìn ha, kiến hậu bi đông đồ ring hết nha, đồ đẹp nha. Đó, anh em nhìn ha, vỏ thì vỏ trước, vỏ sau, vỏ không rụt, gai còn khá là ổn luôn, rất là chất lượng nha. Đây, anh em để ha, xe khá là ok luôn, khá là đẹp nha. Đó, anh em nào thích mấy cái mẫu xe này thì liên lạc cho em. Hôm nay thì biển số thành phố luôn, màu đỏ nhìn khá là mới ha. Đó, anh em thấy không? Khá là đẹp.
Rồi em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem nha. Con này thì khá là ok. Hiện tại bên cửa hàng còn có màu đen nữa nha, màu đen và màu đỏ luôn. Đó, anh em nào thích màu nào thì anh em cứ việc ghé lại địa chỉ cửa hàng để lựa cho mình chiếc xe ưng ý nha. Đó, màu đen cũng có, màu đỏ cũng có, bên em rất là nhiều. Bên cửa hàng còn khá là nhiều xe để anh em mình lựa chọn nha. Đây. Đây. Chạy hộp số của nó thì 5 số, nó là số tới nha. Nó là số tới, 5 số tới anh em, rất là dễ đi cho anh em mình mới tập chơi luôn. Không này anh em đi xa rất là ok nè. Đó, anh em đi xa rất là ok luôn. Đó, anh em chạy rất là nhẹ nha. Đó, anh em để ý ha, tư thế ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Anh em đi Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu rồi là anh em đi mấy con này là xuyền luôn anh em. Phục nhún rất là êm. Đó, anh em nhìn ha, tư thế ngồi anh em thắng nè. Rất là chuẩn luôn. Số cũng vậy, tư thế ngồi anh em bỏ số cũng khá là đời nhẹ anh em. Đó, anh em mà để ý nha. Đó, anh em nào có cần mua thì anh em nhanh tay liên lạc cho em để chốt giá con xe. Hiện tại xe thì có ở cửa hàng 3 chiếc, anh em nào thích lựa chọn thì anh em ghé lại lựa chọn ha. Số điện thoại ở trên thì có Zalo, Facebook luôn anh em. Anh em nào có cần thì anh em cứ kết bạn Zalo ha. Thì em sẽ gửi hình ảnh thông tin xe đầy đủ cho anh em mình luôn để anh em mình tham khảo nha. Đó, anh em nhìn xe nè, anh em chạy khá là đỉnh luôn. Đó. Máy móc rất là êm nha. Rồi, không để anh em chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu sơ một vài món chi tiết trên chiếc xe để anh em mình cần thì anh em chốt giá nha. Đó, hiện tại nè, chiến hậu đẹp, gôn rất là nhẹ luôn. Đồng hồ đồ nhìn khá là ok nha, xin nhanh rồi rất là đẹp nha anh em. Đấy, anh em xem video, anh em cũng thấy ưng ý thì anh em liên lạc cho em. Đó, để mình lựa chọn nha. Đây, cản trong đổ nè, phục già đã khá là đẹp, em quay sát cho anh em xem. Anh em nào mà có cần mua thì ghé ủng hộ bên cửa hàng nha. Xe nè, hệ thống thắng đĩa, phía trước thì thắng đĩa, phía sau thì thắng đùm nha, gọi là thắng dầu anh em, phía trước gọi là thắng dầu, phía sau gọi là thắng đùm nha. Đây, giá con này hiện tại bên cửa hàng đang bán ra với giá là 31.500 nha. 31.500 là Honda Master 2 125cc. Xe này thì rất là thích hợp cho nhiều anh em sử dụng luôn. Anh em lớn lớn tụi anh em mua những con xe như vậy, anh em đi rất là lịch sự anh em. Cực kỳ đẹp nữa, giá thành nó cũng rất là rẻ. Hiện tại bên cửa hàng bán ra với giá xe đẹp như vậy nha. Bán ra với giá là 31.500. Đó, 31.500. Đặc biệt bên cửa hàng có ship xe đi các tỉnh cho anh em mình luôn. Đó, anh em để ý ha. Anh em mình ở tỉnh không có điều kiện ghé lên cửa hàng mua được thì bên cửa hàng Tuấn Motor sẽ ship về cho anh em luôn. Anh em nước sơn nè. Không có một vết chày, rất là đẹp nha. Đó. Cánh chim Honda luôn, nhìn khá là ok anh em. Máy nè, Honda. Những con xe bên cửa hàng Tuấn Motor mua về hầu như là canh chỉnh rất là kỹ. Rồi cái đó là sạch sẽ nha. Để anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đó, yên nè, nhìn khá là đẹp anh em. Yên này thì ngồi anh em ngồi đi rất là khỏe nha, rất là êm nha anh em. Đó, rất là êm. Xi nhan cản dựa nè, đó anh em nhìn ha, cản dựa đồ khá là đẹp luôn. Đây anh em nhìn ha, cản dựa đồ nhìn rất là mướt mát anh em. Nhiều chiếc thì còn cản dựa nhưng mà nhiều chiếc thì người ta tháo ra. Đó anh em mà để ý nha, chiếc này thì nguyên ring. Chiếc này thì chủ đi kỹ, hầu như là chủ để nguyên ring chủ đi, không có tháo một cái gì hết. Đó, xi nhan đèn sau già rồi khá là đẹp. Nhông xanh đĩa nè, vỏ nè. Đó, vỏ của nó thì 120, 90, 16 anh em. Vỏ khá là ok luôn. Đây, nhông xanh đĩa mới. Đó, ốc tán rồi nhìn khá là đẹp. Phục nhún rất là êm nha. Đó, để nha. Đó. Các tay sên rồi nhìn ha, chiếc xe rất là liền lạc. Và rất là đẹp nha. Đó, tem ring của nó đây anh em. Đó, Master 125. Đèn xi nhan đồ đèn sau nhìn khá là đẹp luôn. Đó, con này thì biển số thành phố luôn.
Đó, đèn sau có mấy mẫu này giống như là Custom LA luôn anh em, nên anh em mua mấy con này anh em đi khá là đẹp luôn. Đặc biệt có bô con này là bô ring nha, bô ring nha, chưa có móc bô luôn, tiếng máy rất là êm. Đó, anh em nghe tiếng bô rất là ấm mà êm nha. Con này cái này bô ring luôn. Đó, nè nè. Bánh vỏ, vỏ thì vỏ không rụt, gai này thì quá đỉnh rồi. Đó, gai này rất là sâu. Anh em mua về thì anh em vô tư đi thôi, anh em không có lo gì phải là thay thế hoặc là sửa chữa cái gì hết. Đó, anh em mình để ý ha. Mỗi anh em xem video thì nhớ ủng hộ cho Tuấn Mô Tô một like nha anh em, và một lượt đăng ký kênh, chia sẻ video, bấm chung để theo dõi những video sau bên Tuấn Mô Tô cập nhật đăng lên. Hầu như là ngày nào bên Tuấn Mô Tô cũng có cập nhật video để giới thiệu cho anh em. Đó nên anh em bấm đăng ký kênh giùm em. Đây, bô của nó nè. Bô ring Honda luôn, bô ring nha. Đó, nhiều chiếc xe là người ta thay thế, người ta độ chế rồi này kia. Nhưng mà riêng chiếc xe này thì nguyên ring hết cho anh em. Nguyên ring hết, rất là đẹp. Đó, này phải không? Đồ về đó, sáng nè, yên nè, hàng khá là đẹp. Địa chỉ cửa hàng là 262 ha, đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0369 669 659. Để chân đột tháng rồi, nhìn khá là đẹp luôn. Bình sân con của nó là nguyên ring nha. Mấy bình sân con của nó là nguyên ring. Mấy bình này thì anh em chạy khá là lợi xăng anh em, cực kỳ lợi xăng luôn. Mà garanti nổ rất là nhuyễn nha. Đó, rất là êm. Máy Honda nhìn khá là đẹp, vỏ đạp luôn, đập tháng nha, rất là ok anh em, tháng rất là chuẩn. Cản nhóm đổ con này khá là đẹp anh em, nhìn khá là đẹp luôn, rất là sáng. Phần đèn trước của nó rất là sáng, đồng hồ nè, xi nhan nè, anh em thấy khá là đỉnh luôn. Con này thì hộp số, con này thì 5 số ha. Con này thì anh em máy em sẽ để máy cho anh em nghe luôn. Anh em nghe máy nổ rất là êm nha, đồng hồ tô máy nó lên nè, máy nổ là đồng hồ tô máy nó sẽ lên nha. Xi nhan nè, xi nhan này nè, thấy sáng không? Anh em nhìn hai xi nhan phải nè, xi nhan trái nè, xi nhan trái, xi nhan phải hai cái này. À, anh em để ý nha, đây nè, anh em thấy không, cực kỳ ok luôn. Đó, tô máy nè, xe bình xăng nè, khá là đẹp, không có một vết chày. Hộp số con nó thì 5 số, anh em đi số bao nhiêu nó sẽ hiện cho mình số bấy nhiêu trên này, rất là tiện lợi nha. Anh em đi số bao nhiêu nó sẽ hiện cho mình trên này số bấy nhiêu. Đó, bi đông cao ha, nhìn câu này ngồi anh em chạy rất là đã luôn. Rồi, em sẽ ngưng video này và hẹn gặp lại anh em video sau. Chúc toàn thể anh em xem video thật là vui vẻ nha, và luôn luôn ủng hộ đăng ký kênh bên Tuấn Mô Tô. Đó, luôn cập nhật những con xe bên Tuấn Mô Tô đăng lên.
xe khá là đẹp luôn nha.